Câu chuyện này thì nó cũng là một cái mối tình định mệnh giữa cô gái này cùng với vong của cái anh bác sĩ ở trong bệnh viện. Do cũng là duyên âm mà, cho nên nội dung của câu chuyện này nó cũng na ná gần giống như là cái câu chuyện duyên âm với vong bác sĩ mà Duy đã từng kể rồi đó mọi người. Tuy nhiên thì cái hoàn cảnh gặp gỡ nó có phần hơi khác với câu chuyện trước. Bạn này thì ở An Giang, và cái câu chuyện này nó xảy ra ở cái người chị họ của bạn vào 2 năm trước. Cái câu chuyện này thì nó xảy ra kể từ cái ngày mà chị đó đi nuôi bệnh bà nội của chị ở trong bệnh viện. Đêm đó thì chị đang ngủ để mà canh cho bà nội. Tới nửa đêm thì chị mắc đi vệ sinh. Do là cũng mới ngày đầu vô bệnh viện thôi à, thành ra là chị cũng không biết cái nhà vệ sinh nó nằm ở đâu. Rồi chị cũng tới hỏi bác sĩ. Bác sĩ người ta mới chỉ là toilet nó nằm ở cuối dãy á. Khi mà chị nhìn xuống cuối dãy á, chị thấy dưới đó sao mà vắng vẻ dữ vậy trời, nhìn thấy ớn quá trời à. Nhưng mà mắc tiểu quá rồi, đâu có chịu nổi đâu, thành ra cũng phải cắn răng để mà đi xuống cái dãy đó để mà đi tiểu. Khi mà đi xuống cuối dãy, ở dưới đó có hai cái nhà vệ sinh. Nhưng mà một cái nhà vệ sinh đã khóa kín cửa rồi, còn một cái thì đi được, cho nên chị mới qua cái nhà vệ sinh kế bên để mà đi. Khi mà đang đi thì tự nhiên cái đèn tắt tối hù vậy đó, giống như có ai đứng ở ngoài mà tắt cái công tắc vậy đó. Và rồi lúc này thì chị cũng rất là sợ. Chị không la làng nha, nhưng mà cũng tự trấn an với mình là mình không có làm gì người ta, người ta cũng không làm gì mình đâu. Cũng ráng ngồi một hồi thì cái đèn nó cũng mở lại. Khi mà đi tiểu xong cũng luống cuống đi ra trở lại cái phòng của bà nội. Rồi thì cũng bình thường, nuôi bà nội tầm khoảng một tháng trời thì bà nội cũng khỏe, rồi được xuất viện. Cái ngày mà chị được về nhà đó, chị ngủ ly bì từ 3 giờ tới 7 giờ tối. Thành ra tối đêm đó đâu ngủ được đâu, cho nên mới nằm bấm điện thoại. Chị nằm như vậy cho tới 12 giờ hơn thì chị bắt đầu đi ngủ. Đêm đó chị ngủ thì cái vía chị thấy là chị có đi chơi chung với một cái anh mặc đồ bác sĩ. Cái anh này đẹp trai lắm. Mà không biết tại sao đa số duyên âm toàn là gặp trai đẹp không à. Chị thấy cái anh này dẫn chị đi toàn là những cái chỗ đẹp không nha. Toàn là những cái chỗ thơ mộng hoa lá gì không à. Nhưng mà cho tới lúc 3 giờ sáng tỉnh dậy thì chị thấy mình đang nằm dưới đất. Giống như hồi nãy ngủ mà có ai quăng mình từ dưới giường quăng xuống đất vậy. Lúc đó thì chị cũng hoảng, cho nên là chị mới ra phía trước để mà nói với ba của chị. Tại vì ba của chị ổng thức sớm lắm. Và rồi ba của chị cũng trấn an, nói là mơ thôi, không có gì đâu, đừng có bận tâm quá. Nhưng mà cho tới đêm hôm sau, chị thấy cái anh đó về nha, ảnh làm chuyện đó với chị luôn. Giật mình tỉnh dậy cũng 3 giờ sáng nữa, cho nên chị hoảng quá, không dám ngủ tiếp. Chị biết chắc chắn mình đang bị duyên âm rồi. Cho tới sáng thì mẹ chị mới quyết định là dẫn chị đi coi thầy. Khi mà mới vô tới cửa nhà thầy thôi là thầy đã biết chị bị gì rồi. Cho nên thầy đã cầm lên tay một cái lá bùa màu đỏ, rồi đi vòng vòng của chị làm cái lễ gì đó mọi người không có biết. Mẹ của chị nói trong lúc làm thì chị bị co giật rồi xỉu ngang luôn. Cho tới một hồi khi mà tỉnh dậy, chị mới thấy chị đang nằm ở nhà rồi. Bắt đầu lúc này mẹ mới kể lại cho chị nghe những cái sự việc mà hồi nãy lúc mà chị xỉu chị không biết gì. Mẹ kể cái lúc mà chị vừa xỉu xong chị tỉnh dậy là chị đang bị cái vong của anh đó nhập vô, chứ chị hoàn toàn không biết gì hết. Mà hai con mắt của chị nó cứ trào nước mắt ra vậy nè. Rồi chị mới cất cái giọng rất là khác. Chị nói là: bác ơi, con lỡ có tình cảm với em nó rồi, nhưng mà con không có nỡ bắt em nó đi. Thế là rồi thì mọi người cũng đưa chị về nhà, rồi chị mới tỉnh đó. Rồi tối đêm đó chị này về nhà ngủ tưởng đâu là êm rồi. Anh này mới về nói: được rồi, để ngày mai anh nói với ba mẹ anh, để ba mẹ anh qua đây giải quyết cái chuyện này với mình. Và quả thật sáng hôm sau, tự nhiên có hai cô chú tử đâu vô nhà của chị, rồi muốn gặp chị, nói thẳng tên của chị luôn mà. Hai cô chú tới nhà thì phần nào chị cũng đã biết rồi. Hai cô chú đó mới nói là con của bác nó mất 2 năm trước. Và rồi cô chú cũng hiểu, cho nên cô chú cũng dắt chị để mà đi coi thầy, để mà cắt duyên âm một lần nữa, rồi người ta cũng đã cắt được. Và rồi tối đêm đó là cái đêm cuối cùng chị nằm mơ thấy anh này. Chị mới thấy anh này về, rồi ảnh mới nói với chị bằng một cái giọng rất là buồn. Ảnh mới nói là: anh đi nha, nếu như mà anh có cơ hội được đầu thai một kiếp nữa đó, thì anh sẽ tìm em rồi anh cưới em nha. Và cũng kể từ cái giấc mơ cuối cùng đó, chị cũng không còn gặp cái anh này về nữa. Tuy nhiên thì bây giờ chị kể lại câu chuyện này cho bạn nghe. Chị nói chị vẫn còn rất là nhớ anh. Những câu chuyện về duyên âm đa số là những câu chuyện buồn đúng không mọi người? Nói chung thì người ta cũng thương mình, cho nên người ta mới đi theo. Nhưng mà âm dương thì đâu thể nào đi chung hoài được đâu.